Chương 745. Khi Lữ Diệu Tổ nghe Trịnh Bách Hợp kể, trong trại thổ phỉ có một cô gái trẻ tuổi, còn nói với cô mấy câu như vậy thì lập tức hiểu ra. Chắc chắn năm đó Trần Tố Mai vẫn chưa chết. Chẳng những cô ấy không chết, mà lại còn trở thành ép trại phu nhân của thổ phỉ. Lần này cô ấy bắt cóc Trịnh Bách Hợp không phải vì đòi tiền chuộc, mà chỉ muốn xem thử nhà họ Lữ sẽ đối xử như thế nào với cô dâu mới thoát ra khỏi trại thổ phỉ này. Quả nhiên, sau khi Trịnh Bách Hợp trở lại nhà họ Lữ, thì tất cả đều thay đổi. Tuy rằng cô nói với mọi người là thổ phỉ không làm gì mình, nhưng không có ai chịu tin cả. Bà cụ Lữ còn tự ra lệnh nhốt Trịnh Bách Hợp vào từ đường. Tuy Lữ Diệu Tổ tin tưởng Trịnh Bách Hợp không bị thổ phỉ làm bận, nhưng anh ta lại không lay chuyển được bà nội của mình, đành phải cam chịu tạm thời nhốt Trịnh Bách Hợp vào từ đường trước. Nhưng Trịnh Bách Hợp là một cô gái tri thức đã được tiếp thu tư tưởng mới. Cô không thể hiểu được tại sao nhà họ Lữ lại đối xử với mình như vậy. Ngay cả người chồng bình thường yêu thương cô mọi bề kia, thế nhưng cũng để mặc người khác nhốt mình vào từ đường. Cứ như cô đã thật sự làm chuyện gì trái với đạo đức vậy. Ba ngày sau, các bề trên của nhà họ Lữ đưa ra kết luận. Họ cho Trịnh Bách Hợp hai con đường để lựa chọn. Một là tự sát ở từ đường. Đến lúc đó, họ sẽ lập một bài vị trinh tiết liệt phụ trong từ đường gia tộc họ Lữ cho cô. Hai là để Lữ Diệu Tổ bỏ cô, từ đây không còn là người nhà họ Lữ nữa, ra ngoài tự sinh tự diệt. Sau khi nghe thấy kết luận này, Trịnh Bách Hợp rất khiếp sợ. Cô không tài nào hiểu được đây là một gia đình phong kiến lớn cỡ nào mới đưa ra quyết định không có tình người như vậy. Chẳng lẽ sống chết của một cô gái lại bị phán quyết dễ dàng như vậy ư? Giữa lúc đó, Lữ Diệu Tổ đã không ít lần đi cầu xin bà nội của mình. Nhưng đầu óc phong kiến của bà cụ Lữ vẫn không đồng ý cho cậu ta và Trịnh Bách Hợp tiếp tục ở bên nhau. Mà cùng lúc đó, Trịnh Bách Hợp vẫn luôn hy vọng Lữ Diệu Tổ có thể đến thăm mình, bởi vì cô còn có một chuyện quan trọng muốn nói với cậu ta. Tuy nhiên thật đáng tiếc, bởi vì Lữ Diệu Tổ không dám đối mặt với Trịnh Bách Hợp, cho nên vẫn không hề xuất hiện. Trịnh Bách Hợp tuyệt vọng đã biết ý của chồng. Cậu ta không tới gặp mình thì cũng chứng minh được hết thảy. Cô còn ngu ngốc chờ cái gì nữa đây? Mọi hy vọng trở thành cát bụi. Trịnh Bách Hợp ở từ đường suy nghĩ cả đêm. Cô liên tục tự hỏi bản thân. Người yêu thương nhất đối xử với mình như vậy, cô sống còn có ý nghĩa gì nữa? Cuối cùng, Trịnh Bách Hợp đưa ra lựa chọn, treo cổ ở từ đường họ Lữ. Chờ đến hôm sau được phát hiện, người đã sớm lạnh cứng lại rồi. Nhưng dưới chân cô lại đặt một bức di thư viết riêng cho Lữ Diệu Tổ. Trong di thư, cô nói cho Lữ Diệu Tổ biết mình đã mang thai 3 tháng rồi. Cô vẫn luôn đợi cậu ta tới từ đường mới nói tin này, nhưng từ đầu đến cuối cậu ta lại không hề xuất hiện. Cuối thư, Trịnh Bách Hợp nguyền rủa Lữ Diệu Tổ cả đời cơ cực, dòng họ Lữ đoạn tử tuyệt tôn. Sau khi bà cụ Lữ biết Trịnh Bách Hợp đã mang thai 3 tháng, nhất thời lửa giận công tâm, phun ra máu ngay tại chỗ. Không quá mấy tháng cũng buông tay nhân gian. Cũng từ sau đó, Lữ Diệu Tổ bị gán cái tiếng khắc vợ, không còn ai chịu gả con gái vào nhà họ Lữ nữa. Bởi vì lựa chọn năm đó mà nhà họ Lữ tổn thất liên tiếp 3 mạng người. Điều này khiến Lữ Diệu Tổ cũng không chấp nhận được. Vì thế cậu ta đặt toàn bộ thù hận vào bọn thổ phỉ trên núi. Lữ Diệu Tổ bỏ tiền ra giúp đỡ đại đội cảnh sát của huyện lên núi tiêu diệt thổ phỉ. Nhưng lũ người biết ăn mà không biết làm này, tuy đã đi nhiều lần, nhưng mỗi lần đều chỉ quét được mấy tên binh tôm tướng cua,
còn trùm thổ phỉ Tôn Đại Hải vẫn không biết đang ở nơi nào. Hết cách, Lữ Diệu Tổ đành phải tự thành lập một đội dân binh chuyên diệt phỉ, tự lên núi tiêu diệt đám thổ phỉ Tôn Đại Hải này. Tuy nhiên, qua nhiều lần đối đầu, người của Lữ Diệu Tổ vẫn không chiếm được lợi thế gì. Hơn nữa, mỗi lần tổn thất đều rất lớn. Làm đi làm lại như vậy mấy năm, gốc gác của nhà họ Lữ cũng sắp bị Lữ Diệu Tổ tiêu phá hết. Nhưng bầy thổ phỉ Tôn Đại Hải kia lại vẫn không tiêu diệt được sạch sẽ. Vào giao thừa một năm đó, Lữ Diệu Tổ đột nhiên nhận được tin báo, nói là có người biết nơi đặt chân của bầy thổ phỉ Tôn Đại Hải ở đâu. Vì thế, Lữ Diệu Tổ dẫn tất cả đội ngũ đến địa điểm đó. Nhưng chờ đến khi họ hùng hùng hổ hổ chạy tới, thì phát hiện nơi này đã là vườn không nhà trống rồi. Trong trại thổ phỉ không có một bóng người. Lữ Diệu Tổ thầm kêu không ổn, chắc chắn là mình đã bị lừa. Kết quả khi Lữ Diệu Tổ mang người quay về nhà chính của nhà họ Lữ, thì nhà cậu ta đã bị thổ phỉ cướp sạch không còn gì từ lâu. Hơn nữa còn trói cha già của cậu ta là ông Lữ vào cái cây to trong sân, khiến ông tức chết ngay tại chỗ. Đến tận lúc này, nhà họ Lữ cũng chỉ còn dư lại Lữ Diệu Tổ và người anh trai bệnh tật kia. Hận thù chồng chất làm Lữ Diệu Tổ sắp phát điên rồi. Thậm chí cậu ta không tiếc tiêu số tiền lớn mua cái mạng của Tôn Đại Hải. Giữa trưa hôm đó, Lữ Diệu Tổ từ bên ngoài trở về đã nhìn thấy anh trai mình đang ngồi phòng sách chờ. Vì thế cậu ta giật mình hỏi, sao anh ta lại ngồi dậy? Giờ thời tiết lạnh, đừng để bị nhiễm bệnh. Tuy nhiên anh trai cậu ta lại lắc đầu nói mình không sao. Sở dĩ anh ta tới phòng sách chờ Lữ Diệu Tổ là muốn khuyên nhủ, đừng quá chấp nhất những thù hận đó nữa. Nhiều khi chuyện trở nên như vậy đều là kết quả từ sự lựa chọn của chính chúng ta, không liên quan gì tới người khác. Lữ Diệu Tổ nghe xong thì giận dữ vặc lại. Em dâu của anh, cháu trai của anh, còn cả bà nội và cha, họ đều vì tên thổ phỉ Tôn Đại Hải kia mà chết. Bây giờ anh bảo em buông bỏ mối hận trong lòng ư? Anh nói quá nhẹ nhàng rồi đó. Lữ Diệu Tông thấy mình không khuyên được em trai thì trở về phòng với vẻ mặt cô đơn. Giữa trưa cũng không ra ăn cơm. Lữ Diệu Tổ bức bối trong lòng nên uống rượu giải sầu, lấy đó xả bớt căm hận trong lòng. Ai ngờ, mới hai ly rượu vào bụng, cậu ta lại đột nhiên cảm thấy đầu óc nặng nề. Lữ Diệu Tổ cố sức lắc lắc đầu, lại cảm thấy càng thêm mơ hồ. Lúc này ngoài cửa có một người đi vào. Cậu ta tập trung nhìn kỹ, là anh em cấp dưới của mình, tên Ngô Lão Bát. Nhưng lúc này Ngô Lão Bát lại có một con dao găm, hung tợn đâm vào ngực Lữ Diệu Tổ. Lữ Diệu Tổ lập tức cảm thấy trước mắt biến thành màu đen. Trong nháy mắt, khi cậu ta sắp ngã xuống đất, lại nhìn thấy người đứng phía sau Ngô Lão Bát là anh trai ruột của mình, Lữ Diệu Tông. Lữ Diệu Tổ ôm căm hờn ngập trời rời khỏi thế gian. Khi linh hồn của cậu ta bay tới địa phủ, lại bởi vì hận thù sâu đậm trong lòng mà không chịu quên những chuyện cũ năm xưa. Vì thế, khi cậu ta uống canh mạnh bà, đã lén đổ ra ngoài mất nửa chén. Nghe Triệu Tranh kể tới đây, tôi mới hiểu được. Hóa ra bởi vì lúc trước thằng nhóc này uống bớt nửa chén canh mạnh bà, nên lúc này mới có ký ức của kiếp trước. Đương nhiên, sau cùng hắn cũng uống nửa chén. Cho nên trước khi bị điện giật, hắn không hề có chút ấn tượng nào về những ký ức kiếp trước đó. Chương 746. Tôi nghe tới đây thì mới hiểu. Hóa ra kiếp trước lão Triệu là thổ phỉ cơ đấy. Đúng là không ngờ được đó.
Bạn xem, ngày thường anh ấy nhã nhặn như thế, đúng là không thể nào hình dung ra được dáng vẻ làm thổ phỉ của anh ấy ở kiếp trước. Nghĩ vậy nên tôi khuyên Triệu Tranh. Dù nói thế nào thì đây cũng là ân oán của hai người ở kiếp trước. Đời này giữa hai người cũng không có ân oán gì. Hà tất vì thù của kiếp trước mà hủy hoại cuộc sống của kiếp này chứ. Còn nữa, kiếp trước anh ấy là thổ phỉ Tôn Đại Hải, nhưng kiếp này lại thành bác sĩ Triệu. Đây không phải là để trả nợ cho những tội lỗi mà anh ấy gây ra ở kiếp trước ư? Không ngờ vừa nghe tôi nói như vậy, thì Triệu Tranh lại đột nhiên kích động. Ai nói là tên thổ phỉ Tôn Đại Hải? Anh ta là anh của tôi. Anh ta là anh trai ruột thịt cuối cùng đã giết chết tôi, Lữ Diệu Tông. Nghe Triệu Tranh nói như vậy, tôi kinh ngạc nói không nên lời. Tôi còn tưởng hắn nói hận thù chồng chất là với cái gã thổ phỉ Tôn Đại Hải kia chứ. Kết quả lại là người cuối cùng mới xuất hiện trong câu chuyện này, Lữ Diệu Tông. Nhất thời tôi cũng không biết nên khuyên hắn như thế nào. Dù sao chuyện bị người thân của mình giết cũng không phải trải nghiệm vui vẻ gì. Nhưng vấn đề bây giờ là Triệu Tranh nhớ rõ ân oán của kiếp trước, nhưng lão Triệu lại không nhớ gì cả. Vì thế tôi hắng hắng giọng rồi nói. Có lẽ năm đó anh trai của anh có nỗi khổ thì sao? Nói không chừng anh ấy cũng bị người ta ép buộc thì sao? Tôi nhớ lúc nãy anh cũng kể, anh ấy vẫn luôn là một con ma ốm mà. Triệu Tranh nghe xong thì nói rất thê lương. Tôi cũng từng nghĩ như vậy. Để chứng thực cho suy đoán của mình, mấy ngày trước tôi còn đến tận Sơn Tây, muốn điều tra thử năm đó rốt cuộc chuyện của nhà họ Lữ là như thế nào. Sau đó, tôi lại tìm được trong một cuốn lịch sử ở huyện, người đứng đầu nhà họ Lữ sau này chính là anh trai tôi, Lữ Diệu Tông. Và kết cục của em trai anh ta, Lữ Diệu Tổ, lại chỉ có 4 chữ ngắn ngủn: uống rượu, chết, bất đắc kỳ tử. Lúc này tôi cũng khá đồng tình với Lữ Diệu Tổ năm đó. Hắn sinh ra trong một gia đình có lễ giáo phong kiến nghiêm trọng như vậy, không thể phản đối cuộc hôn nhân đầu tiên của mình, chỉ có thể chấp nhận. Trong cuộc hôn nhân thứ hai, lại không thể cứu được người vợ âu yếm của mình, chỉ có thể trơ mắt nhìn cô ấy chết đi. Hắn không thể trách cha và bà nội của mình, chỉ có thể chuyển thù hận sang đám thổ phỉ, dốc hết tâm huyết tiêu diệt chúng. Cuối cùng lại còn chết ở trong tay chính anh trai ruột của mình. Xem ra cả đời Lữ Diệu Tổ đều đã định sẵn là một bi kịch rồi. Có lẽ lời nguyền rủa của Trịnh Bách Hợp trước khi chết thật sự đã linh nghiệm cũng không biết chừng. Tuy nhiên dù thế nào tôi cũng không ngờ lão Triệu lại là anh trai của Triệu Tranh ở kiếp trước. Nói cũng khéo, đời này bọn họ vẫn mang họ Triệu giống nhau. Tôi nhìn vẻ mặt đau khổ của Triệu Tranh, không biết nên nói cái gì cho hay. Bảo hắn bỏ qua thù hận sống như bình thường ư? Nhưng những ký ức đó vẫn ở trong đầu hắn, phảng phất như chỉ vừa mới xảy ra hôm qua thôi. Giờ tôi đã biết vì sao lúc chuyển thế người ta phải uống canh mạnh bà rồi. Chính là để quên đi những đau khổ của kiếp trước, sống lại một lần nữa. Nhưng gã Lữ Diệu Tổ cố chấp này lại làm càn làm bậy, uống bớt đi nửa chén. Nếu không thì đâu ra nhiều chuyện như bây giờ chứ. Các anh có tin những lời tôi nói không? Có phải cho rằng tôi là kẻ điên không? Triệu Tranh hỏi với vẻ mặt tuyệt vọng. Tôi an ủi hắn. Tôi tin lời anh nói đều là sự thật. Nhưng anh cũng không thể bởi vì những ký ức đó mà đi tìm bác sĩ Triệu để báo thù chứ. Sao anh lại chắc chắn bác sĩ Triệu chính là anh trai Lữ Diệu Tông của mình như vậy? Ngoại hình của anh ta không thay đổi. Người lớn lên cùng tôi, cùng Lữ Diệu Tổ từ nhỏ, sao tôi lại nhận lầm được? Triệu Tranh lẩm bẩm. Tôi bèn thở dài, nói. Anh có thể vừa nhìn là đã nhận ra anh ấy, nhưng anh có nghĩ tới hay không? Anh có được những ký ức đó, nên anh hận anh ấy. Nhưng anh ấy lại chẳng biết gì cả. Anh muốn đi tìm anh ấy báo thù, thế này có công bằng với anh ấy không?
còn cả chuyện năm đó nữa. Có đúng như anh nghĩ vậy không? Những điều đó anh cũng đều không thể xác định mà. Chẳng lẽ cũng chỉ dựa vào cảnh cuối cùng anh nhìn thấy trước khi chết mà kết luận như vậy ư? Lỡ đâu sự thật không phải như vậy thì sao? Triệu Tranh đau khổ vò đầu. Nếu bộ não của con người có thể giống như máy tính thì tốt quá. Tôi có thể xóa đi đoạn ký ức đời trước kia cho rồi. Chỉ là một Triệu Tranh bình thường thôi, không được sao? Tôi bất đắc dĩ nhìn hắn. Giờ đây tôi đã biết đầu đuôi ngọn ngành, càng không thể mặc kệ thằng nhóc này. Nếu không, chưa biết chừng, lúc nào đó đầu óc hắn rối lên lại đi tìm lão Triệu nữa. Cuối cùng tôi gọi cho chú Lê, kể lại đơn giản tình hình của thằng nhóc này cho chú. Chú ấy nghe xong lại cảm thấy rất hứng thú với cái người chỉ uống nửa chén canh mạnh bà này. Một hai bảo chúng tôi phải đưa Triệu Tranh đến nhà mình ngay bây giờ. Tôi thấy cũng đúng, mang tên này qua cho chú Lê xem thử, biết đâu sẽ có cách giúp được hắn thì sao? Tới nhà chú rồi, chú Lê bắt mạch cho Triệu Tranh trước, sau đó lại ngắm nghía trên đầu hắn. Cuối cùng, chú Lê rút ra kết luận là cái thóp đầu của Triệu Tranh không khép kín hoàn toàn. Bởi vậy, sau khi bị điện giật, mới nhớ ra một số ký ức của kiếp trước. Tôi hỏi chú Lê, vậy có thể xóa những ký ức đó được không ạ? Chú Lê hài hước nhìn tôi và đáp, đây là não người, có phải máy tính đâu mà đòi xóa. Những ký ức đó đến chết cậu ta cũng không thể quên được. Ai bảo cậu Lữ Diệu Tổ xui xẻo kia chỉ uống nửa chén canh mạnh bà chứ? Tôi vừa nghe thế thì sốt ruột. Vậy là thằng nhóc kia cứ phải quấn lấy lão Triệu nhà chúng ta không bỏ thế à? Chú Lê thấy tôi nóng nảy thì cười hề hề nói. Cũng không hẳn thế. Nếu đây là ký ức kiếp trước của họ, vậy thì nên khơi lại ký ức kiếp trước của bác sĩ Triệu luôn, để họ đối chất với nhau. Có ân oán gì thì giải quyết luôn một lần. Tôi vội hỏi, cái này có ảnh hưởng gì đối với cơ thể của lão Triệu không ạ? Chú Lê nhún vai trả lời, nói không có chút ảnh hưởng nào là không thể rồi. Suy cho cùng, thì đây là ép buộc đánh thức ký ức của kiếp trước. Chẳng qua cũng may thóp đầu của người bình thường đã khép kín, cho nên đánh thức kiểu này sẽ có thời hạn. Hết thời gian là cậu ấy vẫn sẽ quên đi. Sau đó, tôi và Đinh Nhất cùng đến nhà lão Triệu, thuật lại nguyên nhân vì sao Triệu Tranh cứ tìm anh ấy gây phiền toái không dứt. Nếu là trước kia, chắc chắn lão Triệu sẽ không tin cái gì mà kiếp trước kiếp sau. Nhưng sau khi đã trải qua nhiều chuyện như vậy, cũng không có gì mà anh ấy không thể tin nữa. Vì thế, vào buổi tối cùng ngày, lão Triệu cùng đến nhà chú Lê với chúng tôi. Còn về Chiêu Tài, bởi vì sợ chị ấy lo lắng, cho nên trước khi xong việc, không nói cho chị ấy biết. Khi lão Triệu và người anh em đời trước Triệu Tranh gặp lại nhau, bầu không khí khá xấu hổ. Lão Triệu không có ký ức của kiếp trước, tất nhiên là không có cảm giác gì hết. Nhưng mà Triệu Tranh thì đã sớm đỏ bừng hai mắt. Cuối cùng, chú Lê lấy một tấm bùa màu vàng, sau đó hỏi Triệu Tranh ngày giờ sinh của anh trai mình ở kiếp trước. Sau đó viết lên trên, chuẩn bị lập đàn, làm phép, gọi về kiếp trước Lữ Diệu Tông của lão Triệu. Chương 747. Đầu tiên, chú Lê đốt một nén nhang thơm trên bàn thờ. Tiếp đó, chú cầm chuông đồng gọi hồn, xoay quanh người lão Triệu. Qua vài tiếng chuông vang, lão Triệu từ từ nhắm hai mắt lại. Bởi vì lúc trước chú Lê nói, làm như vậy ít nhiều sẽ có chút ảnh hưởng với lão Triệu. Nên lúc này tôi thật sự hơi hốt hoảng. Tôi nhìn thấy ông thầy đồng Lê múa may nhảy nhót xung quanh lão Triệu. Miệng còn lẩm bẩm thì thầm gì đấy. Cuối cùng đột nhiên nghe chú ấy hét lên, Lữ Diệu Tông, ra đi. Vừa rồi mắt lão Triệu còn đang nhắm, giờ lại đột nhiên mở bừng ra. Sau đó tôi nhìn thấy một ánh mắt hoàn toàn xa lạ,
Đầu tiên, anh ấy mờ mịt nhìn xung quanh, sau đó nhìn thấy Triệu Tranh đứng bên cạnh tôi. Chú hai, em chưa chết ư? Lão Triệu kích động nói. Tuy nhiên Triệu Tranh lại hờ hững. Sao thế? Tôi chưa chết nên anh thấy bất ngờ à? Lão Triệu như không nghe hiểu ý của hắn cho lắm, chỉ kích động đi tới trước mặt Triệu Tranh, đánh giá từ trên xuống dưới. Không chết là tốt rồi, không chết là tốt rồi. Năm đó, em bị tên Ngô lão bát kia giết, mà anh trai lại không có khả năng báo thù cho em. Đây là tiếc nuối của cả đời anh. Ngô lão bát không phải người của anh à? Triệu Tranh lạnh lùng nói. Lão Triệu mờ mịt. Em nói cái gì thế? Sao hắn lại là người của anh chứ? Hắn không phải thuộc hạ của em à? Triệu Tranh hừ lạnh nói. Nếu hắn là thuộc hạ của tôi, tại sao lại muốn giết chết tôi chứ? Không phải anh sai hắn làm ư? Lão Triệu vừa nghe thế thì đỏ cả mặt lên. Chú hai, sao em có thể nghĩ anh như vậy hả? Lúc ấy anh qua đến nơi thì em đã bị Ngô lão bát giết rồi. Hắn nói không muốn đi theo em tiêu diệt thổ phỉ mù quáng nữa. Hắn cũng đã sống quá đủ những ngày tháng liếm máu trên lưỡi dao rồi. Hắn đã nói với em, đừng tiếp tục đưa các anh em đi liều mạng nhiều lần, nhưng em vẫn không nghe. Về sau, cậu hai nhà họ Trần chi một số tiền cực lớn mua mạng của em. Lúc này hắn mới bí quá hóa liều mà giết em. Hắn còn nói cho anh biết, chỉ cần anh ngậm miệng không nói gì, thì sau này mối thù giữa nhà họ Trần và nhà họ Lữ sẽ được thanh toán xong xuôi. Lúc này anh mới đành phải tuyên bố với người ngoài là em uống rượu đến chết bất đắc kỳ tử. Em làm sao có thể nghĩ anh bảo hắn làm thế chứ? Tôi nghe Lữ Diệu Tông nói, xem ra chuyện năm đó đúng là có hiểu lầm. Chắc chắn là khi tên Ngô lão bát kia thọc Lữ Diệu Tổ, đúng lúc Lữ Diệu Tông đuổi theo vào cửa. Lúc này mới làm thằng em vẫn mãi hiểu lầm là anh trai hại chết mình. Hơn nữa tôi cũng tin Lữ Diệu Tông đã chết nhiều năm này không cần phải nói dối làm gì. Dù sao anh ta cũng đã chết mấy chục năm rồi. Chuyện cũ năm xưa đều là mây bay. Giờ lại đi lừa người khác cũng không có ý nghĩa nữa. Tôi vốn tưởng rằng hai người sẽ trình diễn tiết mục anh em ôm nhau khóc rống, hòa thuận trở lại. Kết quả lại là vào thời khắc mấu chốt, tôi nghe thấy chú Lê nói: "Nhang thơm cháy hết, thời gian đã đến, Lữ Diệu Tông trở về vị trí cũ." Tiếng chú Lê vừa thốt ra, lão Triệu lập tức sụp hai mắt lại, ngã xuống đất. Lúc này, thái độ của Triệu Tranh khác hẳn vừa rồi, chạy lại đỡ lão Triệu đang ngã dưới đất dậy với tôi. Thấy anh ấy vẫn chậm chạp chưa tỉnh lại, tôi không khỏi hơi hoang mang. Đừng có xảy ra chuyện gì đấy. Nếu không, tôi không có cách nào ăn nói với chiêu tài đâu. Ngay lúc tôi đang miên man suy nghĩ, thì nghe lão Triệu ho một tràng rồi tỉnh lại. Tôi lập tức vui mừng giúp anh ấy vuốt xuôi và nói: "Không sao chứ, anh cảm thấy thế nào?" Lão Triệu bình phục cảm xúc một lúc rồi hỏi tôi bằng vẻ nghi hoặc: "Cậu là ai? Đây là đâu?" Lòng tôi không khỏi nặng nề. Vội hỏi chú Lê: "Chú mau tới đây xem, lão Triệu làm sao vậy? Sao anh ấy lại không quen cháu?" Chú Lê vừa nghe thế thì nhanh chóng chạy tới xem thử, phát hiện ánh mắt lão Triệu nhìn chúng tôi vẫn xa lạ như vậy, không có cảm giác quen thuộc ngày xưa. "Xong rồi, lần này thì hỏng rồi. Vừa nãy lúc thu hồn ký ức kiếp trước của cậu ấy, hình như chú thu hơi nhiều một chút." Sắc mặt chú Lê khó coi. Tôi sốt ruột nói: "Hả? Vậy sao mà được? Anh ấy quên cháu cũng không quan trọng, nhưng anh ấy mà quên chiêu tài thì sao được chứ? Đó là vợ anh ấy mà. Tiêu rồi, thể nào chiêu tài cũng phải tìm cháu liều mạng cho bằng được." Chú Lê thấy tôi sốt ruột nên vội an ủi: "Cháu cũng đừng quá lo lắng, tình huống kiểu này cũng có thể là tạm thời thôi. Qua vài tiếng, những ký ức mất đi đó có thể sẽ từ từ quay về." "Thật ạ? Chú đừng nói dối cháu đó." Tôi không tin cho lắm.
Chú Lê nhún vai đáp. Nếu... Chú nói là nếu thật sự không quay về được, vậy cháu nghĩ cách làm cho họ yêu nhau lần nữa là được thôi. Tôi nghe mà gần như sắp sụp đổ. Nói đơn giản thế, chú tưởng là trò chơi con nít đấy à? Lúc chúng tôi đang không biết nên làm gì bây giờ, thì lão Triệu lại hôn mê tiếp. Cũng may được Triệu Tranh bên cạnh đỡ lấy, nếu không đã suýt nữa làm khuôn mặt góc cạnh của anh ấy đập thẳng xuống đất. Thấy lão Triệu lại té xỉu, tôi càng không biết làm sao, bèn đề xuất, nếu không được thì đưa đến bệnh viện đi. Kéo dài như vậy cũng không phải là cách. Nhưng chú Lê lại nói, cháu đừng có gấp, quan tâm quá sẽ bị rối, chờ một chút. Với kinh nghiệm của chú, chờ cậu ấy tỉnh lại thì sẽ không sao nữa rồi. Vì thế, chúng tôi ôm tâm trạng thấp thỏm không yên, chờ cho lão Triệu tỉnh lại. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Chiêu Tài đã gọi cho tôi 2 lần, hỏi sao lão Triệu không nghe điện thoại của chị ấy. Lần đầu tiên tôi nói dối anh ấy ở trong toilet, không cầm điện thoại theo. Lần thứ hai đành phải nói anh ấy uống say nên ngủ mất rồi. Tôi phải bảo đảm đi bảo đảm lại là ngày mai sẽ trả lại cho chị một ông chồng tung tăng nhảy nhót. Lúc ấy tôi thật sự sợ mình nói được mà làm không được mất. Chẳng qua may mắn thay, cuối cùng lão Triệu hôn mê hơn 2 giờ sau thì từ từ tỉnh lại. Lần này tôi không vội vã hỏi anh ấy cảm thấy thế nào, mà chờ anh ấy hỏi tôi. Lão Triệu vươn vai duỗi eo, sau đó cười và hỏi tôi. Sao anh lại ngủ mất rồi? Chuyện kia giải quyết xong chưa? Tôi không chắc chắn lắm nên hỏi anh ấy. Anh biết em là ai không? Lão Triệu nghe thế thì sờ trán tôi. Sao vậy? Sốt à? Dù em hóa thành tro thì anh cũng nhận ra em nhé. Anh lại còn có thể không biết em là ai ư? Nghe anh ấy nói như vậy, trái tim tôi xem như được đặt về chỗ cũ. Sau đó lão Triệu nói với tôi, anh ấy không có một chút ấn tượng nào về chuyện trước đấy. Chỉ cảm thấy giống như mình bị nhốt trong một không gian rất tối không ra được. Về sau tôi hỏi chú Lê chuyện đó là thế nào. Chú ấy nói, trong bộ não mỗi người đều có một không gian dùng để chứa đựng ký ức của kiếp trước. Khi ký ức kiếp trước của một người bình thường bị ép gọi ra, ký ức kiếp này của anh ta sẽ phải đổi vị trí, tạm thời chứa trong đó. Còn về Triệu Tranh, hắn là một trường hợp đặc biệt. Chắc hẳn vì không uống nửa chén canh mạnh bà kia nên mới khiến thóp đầu không khép kín lại được, dẫn đến việc có ký ức của cả 2 kiếp. Nhưng cuối cùng chú Lê cũng nói, người như vậy vì hao phí tinh lực quá nhiều, cho nên thông thường sẽ không sống thọ. Chương 748. Tôi nghe chú Lê nói vậy thì không khỏi thấy tiếc cho thằng nhóc này, vì những ân oán kiếp trước mà khiến kiếp này đoạn mệnh, đúng là không đáng giá. Sau này, Triệu Tranh và lão Triệu vẫn duy trì liên hệ đều đều, nhưng quan hệ anh em ở kiếp trước của bọn họ rất vi diệu. Tuy rằng đôi bên đều rất xa lạ, nhưng lại giống như cực kỳ quen thuộc. Qua việc này, tôi còn nói đùa với chú Lê. Nếu không, chú cũng gọi cho cháu thử xem. Có lẽ kiếp trước cháu là hoàng đế cũng không biết chừng đó. Kết quả lúc ấy chú Lê lại nhìn sang Đinh Nhất đang cho cá ăn bên ngoài. Sau đó nghiêm túc nói với tôi. Thứ này cũng không phải để đùa giỡn. Thật ra hồi xưa chú từng gọi cho Đinh Nhất. Tôi lập tức trưng ra vẻ mặt hưng phấn. Kiếp trước anh ta là ai ạ? Ai ngờ biểu cảm của chú Lê lại rất kỳ lạ. Bỏ đi, vẫn không nên nói với cháu. Bây giờ mỗi ngày cháu ở cùng nó, biết rồi thì cháu sẽ sợ đấy. Tôi nghe thế là biết chú Lê cố ý treo mỡ trước miệng mèo. Vì thế tôi buồn cười, nói. Sao thế ạ?
kiếp trước anh ta còn có thể là tên quỷ giết người à? Kết quả chú Lê lại giật mình, bảo: Quỷ giết người cái gì? Vua giết người nào? Tôi nhún vai đáp: Cháu có biết quỷ giết người nào đâu chứ, không phải chú gọi à, chú còn hỏi cháu. Chú Lê không nói nữa, tìm chuyện khác để rời đề tài đi. Tôi lập tức nghi ngờ, coi bộ không phải chú ấy muốn trêu tôi, mà là thật sự không muốn nói. Chẳng lẽ kiếp trước của Đinh Nhất đúng thật là nhân vật khó lường gì đó ư? Thấy chú Lê không muốn nói, tôi cũng không hỏi tiếp. Rất nhiều năm về sau tôi mới hiểu, vẻ mặt kỳ dị kia của chú Lê lúc ấy rốt cuộc là có ý gì. Chiều nọ, tôi và Đinh Nhất ở nhà xem phim. Kết quả đang lúc đến cảnh gay cấn, di động của tôi lại đột nhiên vang lên. Tôi cầm lên nhìn là của Triệu Tinh Vũ. Anh ta nói đã lâu rồi không gặp, muốn hẹn tôi ra ngoài ngồi chơi. Ngay từ đầu tôi cho rằng mọi người đều đi. Ai ngờ lúc sau hỏi sư phụ anh ta và Bạch Kiện có đi không, anh ta lại ấp a ấp úng: Chỉ hai ta thôi. Tôi nghe thế là hiểu thằng nhóc này có việc đây mà, vì thế cười và trả lời anh ta: Được, anh gửi địa chỉ cho tôi sẽ đến đúng giờ. Buổi tối khi tôi đến nơi, Triệu Tinh Vũ đã chờ ở đó từ sớm. Tuy thằng nhóc này cũng đã đi làm mấy năm, nhưng mà cảm giác lọc lõi già đời vẫn chưa có, dễ qua lại hơn Bạch Kiện nhiều. Tuy tôi và anh ta không thân cho lắm, có điều bằng tình cảm qua lại của sư phụ và Bạch Kiện, anh ta cũng biết đại khái tình trạng của tôi. Vì thế, tôi cũng không vòng vo nữa. Sau khi uống hết một ly bia, tôi bèn khoác vai anh ta, hỏi: Sao nào? Hôm nay gọi tôi ra đây có phải có chuyện gì không? Triệu Tinh Vũ nghe vậy thì mặt hơi đỏ lên, sau đó ấp úng nói: Tôi nghe anh Bạch nói cậu rất có tài, nên có chuyện muốn xin nhờ cậu giúp đỡ. Không biết... Tôi thấy anh ta nói mà mất sức đến vậy, biết ngay là trong lòng có nỗi niềm khó nói. Vì thế vỗ bả vai anh ta rồi tiếp lời: Tuy nói chúng ta chỉ vừa quen biết không lâu, nhưng tôi rất thích người anh em như anh. Hôm nay có việc mà nhớ tới tìm tôi rất vui. Vậy chứng minh anh không coi tôi là người ngoài. Nói đi, có thể giúp thì tôi chắc chắn sẽ giúp. Cho dù coi như tôi không có khả năng giúp anh, thì cũng sẽ nghĩ cách tìm người khác giúp, được chưa? Triệu Tinh Vũ lập tức cầm ly rượu lên, nói: Được, cậu Trương, có câu này của cậu là tôi yên tâm rồi. Sau này cậu chính là anh em tốt nhất của Triệu Tinh Vũ tôi. Cũng không biết có phải anh ta cần ly rượu này để tiếp thêm can đảm hay không. Tóm lại, sau khi uống hết ly rượu này, anh ta mới chậm rãi mở máy hát. Hồi vào đại học, Triệu Tinh Vũ có một cô bạn gái nhỏ tên Lương Sảng, là một cô bé xinh xắn đáng yêu. Hai người đã mắt đi mày lại từ thời cấp 3. Nhưng từ đầu đến cuối vẫn không đâm thủng tầng ngăn cách mỏng manh kia. Đương nhiên việc này cũng không trách Lương Sảng được, chủ yếu là vì Triệu Tinh Vũ quá ngu ngốc, anh ta mãi vẫn không hiểu được tâm tư của Lương Sảng, cho nên không dám ra tay. Sau đó khi hai người vào đại học, trời xui đất khiến thế nào lại thi vào cùng một thành phố. Cứ như vậy, Triệu Tinh Vũ mới xem như dám cưa Lương Sảng. Năm đầu tiên vào đại học, Triệu Tinh Vũ vừa vội vã vừa mới mẻ. Hơn nữa có tình yêu tưới mát, thời gian phảng phất trôi qua như bay. Tuy nhiên, vào tháng 11 của năm thứ 2, nhà Lương Sảng xảy ra chút chuyện. Bà nội của cô bị bệnh nặng, muốn gặp mặt cháu gái lần cuối cùng. Vì thế, Lương Sảng xin trường học cho nghỉ về thăm nhà. Vì còn cách kỳ nghỉ đông một khoảng thời gian, hơn nữa, Triệu Tinh Vũ lại học ngành cảnh sát, không thể xin nghỉ dễ dàng được, nên đành phải để Lương Sảng về một mình. Lúc đi, Triệu Tinh Vũ hơi không yên tâm, còn dặn đi dặn lại Lương Sảng phải cẩn thận một chút. May mắn là Lương Sảng thuận lợi về đến nhà, gặp mặt bà nội lần cuối,
sau đó lại giúp đỡ cha mẹ xử lý tang lễ của bà nội xong, rồi nhanh chóng đón xe lửa quay về trường học. Phải nói, đó cũng là chuyện của 7-8 năm trước rồi. Lúc ấy, vì để vơi bớt nỗi khổ tương tư của hai người, nên Triệu Tinh Vũ có tặng cho Lương Sảng một chiếc điện thoại Nokia. Trước khi lên xe lửa, Lương Sảng còn dùng di động báo tin bình an cho anh, nói mình đã lên xe an toàn. Lúc ấy, chuyến xe lửa đó là chuyến xuất phát từ Trịnh Châu. Để tiết kiệm pin cho di động, hai người hẹn nhau buổi tối trước khi ngủ, Lương Sảng sẽ tắt máy, chờ buổi sáng ngày hôm sau thức dậy lại khởi động máy. Như vậy, đến khi Triệu Tinh Vũ đến đón Lương Sảng, họ vẫn có thể dùng di động để liên hệ. Lúc ấy, cả hai đang ở đúng vào lúc tình yêu cuồng nhiệt. Tuy đêm qua đã gửi bao nhiêu là tin nhắn ngọt ngào, nhưng đến sáng, Triệu Tinh Vũ vẫn gấp không chờ nổi Lương Sảng khởi động máy. Nhưng anh ta chờ mãi, lại không thấy Lương Sảng khởi động máy lại. Thấy xe lửa sắp đến trạm, Triệu Tinh Vũ vẫn không liên hệ được với Lương Sảng. Vì nôn nóng muôn phần, nên anh ta đành phải đến chờ trước cửa ra rào, sợ bỏ lỡ Lương Sảng xuống xe lửa. Ai ngờ, đến tận khi tất cả hành khách trên xe đều đã xuống hết, Triệu Tinh Vũ lại vẫn không nhìn thấy người bạn gái mình nhớ nhung ở lối ra. Một dự cảm xấu dần dần nảy sinh từ đáy lòng. Triệu Tinh Vũ học điều tra hình sự. Sự nhạy cảm nghề nghiệp làm anh ta nghĩ ngay đến khả năng Lương Sảng gặp phải lừa đảo trên xe lửa. Giờ lừa đảo có rất nhiều hình thức. Lương Sảng thiếu kinh nghiệm sống, có tính cảnh giác thấp, rất có thể sẽ dễ dàng bị mắc mưu. Vì nôn nóng nên anh ta lập tức tìm đến đồn công an đường sắt, giải thích rõ ràng tường tận tình huống của Lương Sảng. Bởi vì lúc ấy vừa mới đưa vào hoạt động hệ thống mua vé xe lửa bằng tên thật không lâu, nên cảnh sát đường sắt nhanh chóng kiểm tra thông qua cục đường sắt Trịnh Châu. Tra ra, đúng là Lương Sảng cầm vé giường nằm lên xe ở trạm Trịnh Châu. Tuy nhiên, ngay khi vé xe của cô sắp đến trạm, khi người tiếp viên phụ trách toa xe đi tìm cô để đổi phiếu, lại phát hiện Lương Sảng không có ở chỗ của mình. Vì tiếp viên sợ cô ngồi quá trạm, nên còn gọi tên cô ấy trên loa phát thanh. Chương 749. Nhưng đến khi đoàn tàu chạy đến trạm cuối, Lương Sảng cũng không xuất hiện trở lại. Hành lý xách tay cô mang theo cũng vẫn còn ở trên xe. Vì Triệu Tinh Vũ báo cảnh sát, nên phía cha mẹ Lương Sảng cũng nhanh chóng biết tin con gái mất tích. Họ gần như chạy khắp các nhà ga mà xe lửa dừng, rà soát tất cả hành khách ra vào xe lửa ở từng trạm trong video. Nhưng làm thế nào cũng không tìm ra bóng dáng của Lương Sảng. Vì chuyện đó mà Triệu Tinh Vũ còn xin trường học cho nghỉ, tự đi tìm những hành khách lúc ấy ở cùng toa với Lương Sảng. Đáng tiếc, manh mối anh ta tìm được cũng không nhiều. Chỉ có một chị gái không ngủ say lắm, mơ hồ nói rằng, hình như chị ta nhìn thấy nửa đêm lúc 3 giờ. Lương Sảng có dậy đi WC, sau đó không còn gặp cô nữa. Nếu chị gái này không nhớ lầm, vậy cũng có nghĩa là trước 3 giờ sáng, Lương Sảng vẫn còn ở trên giường của mình. Nhưng sau đó cô ấy đã đi đâu? Các nhà ga còn lại đều không có ghi chép về việc cô ấy xuống xe. Một người sống sờ sờ sao có thể tan biến vào không khí được? Lúc ấy là mùa đông. Hơn nữa xe lửa Lương Sảng ngồi là toa xe điều hòa kín mít, nên cửa sổ không mở ra được. Bởi vậy, cũng không tồn tại khả năng nửa đường nhảy xuống xe. Khi Triệu Tinh Vũ kiểm tra hành lý Lương Sảng để lại trên xe lửa, ngoài ý muốn phát hiện điện thoại Nokia mình đưa cho cô ấy không thấy đâu, chứng minh lúc Lương Sảng mất tích cô có mang theo chiếc điện thoại kia. Vì thế Triệu Tinh Vũ liên tục gọi đến số di động kia, hy vọng có một ngày kỳ tích sẽ xuất hiện.
nhưng từ đầu đến cuối, di động đều ở trạng thái tắt máy. Đáng tiếc, lúc ấy anh ta chỉ là một sinh viên vừa mới vào học chưa đến một năm. Kinh nghiệm điều tra không đủ, nên không thể tìm ra manh mối có giá trị trong đó. Tuy chuyện này đã trôi qua nhiều năm như vậy, nhưng nó vẫn là một vết sẹo vĩnh viễn sẽ không thể khép lại trong lòng Triệu Tinh Vũ. Cho tới giờ, anh ta vẫn luôn nộp phí duy trì cho số di động kia. Hy vọng có một ngày sẽ tìm được lương sản bằng số điện thoại đó. Tôi không ngờ Triệu Tinh Vũ còn là một người si tình như vậy. Nhưng lương sản đã mất tích nhiều năm, rất có khả năng đã bị bọn buôn người bắt đi bán vào trong núi sâu. Những năm đó thường xuyên xuất hiện tin tức nữ sinh viên tốt nghiệp trường cao đẳng nào đó bị bọn buôn người lừa bán. Lúc ấy tôi còn nghĩ không ra. Bạn nói một cô gái được nhận nền giáo dục đại học sao lại để bị bọn buôn người không có văn hóa gì đó bắt cóc chứ? Đây đúng là chuyện không thể tưởng tượng được. Nhưng sau khi đã biết chuyện của bạn gái Triệu Tinh Vũ, tôi mới hiểu, hóa ra trên đời này không có chuyện gì là không thể xảy ra. Nhưng vấn đề bây giờ, tôi chỉ là một người tìm xác. Nếu bạn gái của anh ta còn sống sờ sờ ở khe núi lạc hậu nào đó, tôi biết chạy đi đâu tìm chứ? Khi tôi nói ra băn khoăn của mình, Triệu Tinh Vũ lại chắc chắn. Lương Sảng chắc là đã không còn nữa, vì cô ấy là một cô gái rất thông minh. Nếu còn sống, sao nhiều năm tới giờ vẫn luôn bặt vô âm tín chứ? Tôi thấy trong mắt Triệu Tinh Vũ đong đầy thương cảm. Có lẽ anh ta thật sự tin rằng bạn gái mình đã chết rồi. Hoặc là anh ta cũng chỉ muốn chấm một dấu lặng cho phần tình cảm này của mình, không muốn tiếp tục hy vọng mãi miết nữa. Vì thế tôi suy nghĩ rồi nói: cha mẹ của Lương Sảng giờ đang ở đâu? Họ còn ở Trịnh Châu. Năm trước hai vợ chồng già mới về hưu. Mấy năm nay chúng tôi vẫn luôn duy trì liên lạc. Chúng tôi đều cảm thấy Lương Sảng có thể sẽ trở về. Nhưng tôi nghĩ chuyện cuối cùng cũng phải có một kết quả. Mặc kệ cô ấy còn sống hay đã chết, chúng tôi vẫn phải biết kết quả. Triệu Tinh Vũ có vẻ khá kích động. Tôi vỗ bả vai anh ta và nói: tôi biết rồi, anh yên tâm. Mặc kệ có thể giúp anh tìm được cô ấy hay không, tôi đều sẽ cố hết sức thử xem. Triệu Tinh Vũ nghe thế thì vô vàn cảm kích nhìn tôi. Cậu cần gì thì cứ nói với tôi sẽ làm ngay. Tôi cười bảo: cần cái gì thì tạm thời bây giờ chưa nói được. Có điều cần anh xin nghỉ là chắc rồi. Chúng ta đến Trịnh Châu một chuyến trước, thăm cha mẹ của Lương Sảng rồi nói tiếp. Trưa hôm sau, ba người gồm tôi, Đinh Nhất, còn cả Triệu Tinh Vũ ngồi máy bay bay đến Trịnh Châu. Tôi không biết giờ này, khắc này tâm trạng của Triệu Tinh Vũ như thế nào. Nhưng khi gặp lại cha mẹ Lương Sảng, hẳn trong lòng ba người họ rất khó chịu nhỉ. Chỉ có điều tôi không ngờ tới là cha mẹ của Lương Sảng kiên cường hơn tôi tưởng rất nhiều. Nhìn thấy bạn trai ngày xưa của con gái, họ không ôm đầu khóc lóc, cũng không trốn tránh không gặp. Ngược lại là nhiệt tình tiếp đón anh ta như người thân nhiều năm không gặp. Đặc biệt là khi chúng tôi nói ra mục đích của chuyến đi này, hai vợ chồng già bọn họ không nói hai lời, đã bày tất cả đồ dùng trước đây của con gái ra. Nhìn đống đồ vật cao như một ngọn núi nhỏ trước mắt, tôi ngơ ngác ngay tại trận. Xem ra họ rất yêu thương cô con gái một này. Thế cho nên dù Lương Sảng đã mất tích nhiều năm như vậy, họ vẫn còn giữ lại tất cả đồ đạc của cô ấy không thiếu món nào. Nhìn mấy thứ này, đúng thật là lịch sử trưởng thành của một cô gái. Từ búp bê chơi khi còn nhỏ mới vài tuổi, đến poster của ngôi sao yêu thích khi học cấp 2. Nhưng tôi cẩn thận xem xét kỹ lưỡng, cũng không thấy chúng là thứ quá đặc biệt. Tuy đều là đồ Lương Sảng từng thích nhất, nhưng đa phần chỉ thích một thời gian rồi sẽ dần dần phai nhạt.
Tuy lần này gặp cha mẹ Lương Sảng cũng không tìm được manh mối gì có ích, nhưng mọi người lại có thể ngồi xuống cùng nhau kiểm tra lại chuyện năm đó một lần nữa. Đối với tình hình sau khi chuyện năm đó xảy ra, họ gần như có thể kể lại rành mạch từng chi tiết một. Cha Lương còn tự sắp xếp vụ án thành một bộ hồ sơ, bên trong ghi chép rõ ràng thời gian đoàn tàu đến từng trạm, thời gian dừng tàu và tất cả video giám sát ở lối ra. Chúng tôi giả thiết lời kể của chị gái nằm giường đối diện Lương Sảng là thật. Vậy có thể cô ấy đã rời giường đi WC sau 3 giờ sáng. Nhưng căn cứ vào ghi chép của cha Lương, năm đó từ 3 giờ sáng đến 4 giờ sáng, đoàn tàu này chỉ có một trạm ngừng, đó chính là một trạm nhỏ, tên là huyện Thanh Sơn. Nhưng trong video ở lối ra nhà ga huyện Thanh Sơn mà cha Lương lấy về, thì rạng sáng cùng ngày từ 3 giờ 52 phút, chúng tôi xem đi xem lại mấy lần, lại vẫn không nhìn thấy bóng dáng của Lương Sảng đâu. Nói cách khác, cô ấy không thể xuống tàu ở trạm này. Hơn nữa còn xuống tàu trong tình trạng không đem theo hành lý gì cả. Đương nhiên, cũng rất có thể Lương Sảng xuống tàu ở trạm khác sau huyện Thanh Sơn. Nhưng căn cứ vào hồ sơ mà cha Lương sắp xếp ghi lại, trạm tiếp theo sau trạm huyện Thanh Sơn phải tới 6 giờ 20 phút sáng mới đến. Giữa khoảng thời gian này, Lương Sảng không thể nào vẫn ở mãi trong WC không ra. Theo lẽ thường, hẳn là cô ấy phải nhanh chóng trở về giường nằm của mình rồi. Chương 750. Nhưng hiển nhiên là Lương Sảng không trở lại giường của mình. Hơn nữa, theo lời tiếp viên trực ban nói, giường dưới của Lương Sảng xuống xe ở huyện Thanh Sơn. Khi bà ấy đi tìm vị hành khách kia để đổi vé, Lương Sảng đã không còn ở trên giường mình nữa. Vậy tính ra, thời gian mất tích của Lương Sảng chỉ có thể là giữa khoảng 3 giờ sáng đến 3 giờ 52 phút. Nhưng một người sống sờ sờ, làm sao lại biến mất khỏi một chiếc xe lửa đang chạy được chứ? Nếu không thể tìm được Lương Sảng, đây sẽ mãi mãi là một câu đố không có lời giải. Trước đó đã nói qua, xe lửa là xe điều hòa kín mít, hành khách căn bản không thể nào nhảy ra từ cửa sổ. Còn về cửa mỗi toa xe, hành khách bình thường càng không thể tự mình mở ra được. Triệu Tinh Vũ cũng từng nghi ngờ, có phải có ai đó gây mê Lương Sảng rồi bỏ vào trong một rương hành lý lớn, sau đó mang ra khỏi nhà ga hay không? Nhưng khi chúng tôi xem lại tình hình ở lối ra, lúc hành khách xuống trạm Thanh Sơn vào lúc 3 giờ 52 phút, cũng không thấy có ai đem theo rương hành lý đủ lớn để giấu một cô gái cả. Hơn nữa, lúc mất tích, Lương Sảng cao 1m70, nặng 60kg. Nếu một người đàn ông trưởng thành bình thường kéo một rương hành lý có khối lượng cỡ đó, thì đi sẽ rất tốn sức, cũng rất dễ bị phát hiện. Nhưng mà không chỉ huyện Thanh Sơn, mà trong camera ở lối ra của những nhà ga sau, cũng không phát hiện có kẻ như vậy xuất hiện. Cuối cùng, dưới tình huống không có đầu mối, tôi đề xuất lái xe đến đoạn đường mà chuyến xe lửa kia đã đi qua lúc 3 giờ đến 3 giờ 52 phút để xem thử một lần nữa. Triệu Tinh Vũ nghe thế thì nói, đã qua nhiều năm như vậy, quay lại con đường kia còn có thể tìm ra manh mối gì ư? Tôi cười bảo với anh ta, không thử thì sao biết được, năm đó mọi người đều đã tìm khắp những nơi có thể tìm rồi, nhưng chỉ mỗi đoạn đường này là chưa tìm, có lẽ vấn đề nằm ở chỗ đó cũng không chừng. Triệu Tinh Vũ nghe thế cũng gật gù, không nói gì nữa. Có lẽ đây đã là hy vọng cuối cùng của anh ta. Vì thế, sáng sớm hôm sau, chúng tôi thuê một chiếc xe Việt dã ở địa phương, lái đến đoạn đường kia. Muốn men theo đường sắt đi lại đoạn đường trong khoảng thời gian đó.
Trước khi tới, tôi đã từng nói chuyện rất thấu đáo với Triệu Tinh Vũ. Tôi nói thẳng cho anh ta biết rằng mình cũng không nắm chắc được mấy phần có thể tìm thấy lương sản. Dù sao, chuyện này cũng đã qua nhiều năm như vậy rồi. Cho dù tôi có tham gia vào, nhưng cuối cùng cũng chỉ có 3 kết quả. Một là tìm được thi thể của lương sản, xác nhận cô ấy đã chết. Hai là tìm được lương sản còn sống, nhưng chắc chắn đã là cảnh còn người mất từ lâu. Ba chính là cái gì cũng không tìm thấy, sau đó tự lừa mình dối người cho rằng cô ấy vẫn sống. Tôi biết bất kể là cái nào trong 3 kết quả này đều định sẵn sẽ là một bi kịch. Bởi vậy tôi hy vọng Triệu Tinh Vũ có thể chuẩn bị sẵn tâm lý. Anh ta nghe xong thì gật đầu đáp lại tôi. Cậu yên tâm, việc chuẩn bị tâm lý này tôi đã làm rất nhiều năm rồi. Bây giờ chỉ thiếu một kết quả thôi. Đây là lần đầu tiên ba chúng tôi đi con đường này, cho nên cũng không biết có gì khác năm đó. Còn việc tại sao lương sản có thể biến mất ở đây, lại càng là một bí ẩn khiến người ta nghĩ nát óc cũng không ra. Ba chúng tôi lái xe đi được một lát, phát hiện đôi khi quốc lộ sẽ đi vòng một đoạn cách xa đường sắt. Cho nên cuối cùng chúng tôi quyết định xuống xe đi bộ men theo đường sắt, để tránh bỏ sót cái gì đó. Giờ đang là giữa mùa đông, gần giống với thời tiết lúc trước lương sản mất tích. Nếu lúc ấy đúng là lương sản xuống tàu đột ngột, vậy chắc chắn là đã xảy ra chuyện gì đó mà cô ấy không thể khống chế được. Hơn nữa, Triệu Tinh Vũ còn kể lại với tôi, thực ra không chỉ là hành lý xách tay, mà ngay cả áo khoác cô ấy mặc cũng bị bỏ lại trên giường nằm. Tôi thầm nghĩ, xem ra rất có khả năng lương sản gặp chuyện vào lúc nửa đêm đi đến WC. Hơn nữa lại xảy ra rất đột ngột, hẳn là nó diễn ra một cách im hơi lặng tiếng, bởi vậy mới không kinh động đến những người khác trên xe lửa. Nhưng một cô gái lớn như thế, sao lại biến mất khỏi chuyến xe lửa đang lao nhanh đây? Nếu không giải thích được điểm này, thì vĩnh viễn cũng sẽ không biết được hướng đi của lương sản. Theo lý mà nói, WC của xe lửa cũng không lớn đến mức có thể để một người chui lọt được. Còn cả cửa sổ của WC nữa, tuy nói là có thể mở, nhưng bên ngoài đều có lắp vòng bảo vệ. Đừng nói người trưởng thành, ngay cả một đứa bé cũng không chui qua được. Cho nên chắc chắn không phải lương sản xuống tàu từ mấy cái chỗ mà lẽ thường có thể nghĩ đến. Lúc này, ba người chúng tôi đã đi dọc theo đường sắt sắp được một tiếng rồi. Tuy khí hậu bên này không quá lạnh, nhưng lúc này cả đám chúng tôi cũng đã lạnh cóng thấu tim gan rồi. Triệu Tinh Vũ hơi ngượng ngùng nói, nếu không chúng ta tìm chỗ nào ấm áp ngồi nghỉ trước đi. Tôi gật đầu rồi nhìn về hướng cách đó không xa, phát hiện hình như ở phía tây đường sắt có một cái thôn. Vì thế chúng tôi nhanh chân đi theo hướng đó. Thôn này cũng không quá lớn, nhưng nhìn những thùng giấy chất đống trước cửa, hẳn là mỗi hộ ở đây đều là một phân xưởng sản xuất pháo hoa gia đình. Suy cho cùng, chúng tôi chỉ đi muốn tìm tạm một chỗ để làm ấm người, cho nên cũng không đi vào trong thôn, chỉ ngồi một lúc ở quán cơm nhỏ đầu thôn. Ông chủ quán cơm còn rất nhiệt tình, vừa vào cửa đã bê cho ba người chúng tôi một bình trà nóng. Tuy chỉ là một bình trà hoa nhài bình thường, nhưng đối với những kẻ đã lạnh cóng như chúng tôi mà nói, cũng đủ để xem như cực phẩm nhân gian rồi. Tôi thấy cũng gần tới giờ cơm nên gọi vài món ăn, giải quyết bữa trưa ở đây luôn. Trong bụng có đồ lót dạ, một hồi ra ngoài cũng không lạnh như vậy nữa. Quán cơm này không lớn lắm. Tổng cộng chỉ có 4 cái bàn. Ông chủ nói có thể tới đây ăn cơm, đều là vài tài xế đi ngang qua, nên mấy cái bàn như vậy là đủ rồi. Nhưng khi bê đồ ăn lên, tôi lại nhìn thấy trên tay ông ta đầy những vết sẹo dữ tợn, thoạt nhìn rất đáng sợ. Tuy rằng tôi đã cố hết sức tỏ ra vẻ bình tĩnh,
nhìn mãi vết sẹo của người ta là hành vi rất vô lễ. Nhưng tôi vẫn ngây ngẩn ra theo bản năng. Sau đó mới rời tầm mắt đi chỗ khác. Không ngờ ông chủ lại là một người rất lạc quan. Ông ấy cười và nói với chúng tôi. Có phải tay của tôi dọa mọi người sợ hay không? Tôi nghe thế thì vội nói với vẻ xấu hổ. Không không không, là tôi không phải phép mới đúng. Ông chủ xua xua tay. Không sao, trước kia tôi cũng giống người trong thôn, cũng ở nhà tự sản xuất pháo hoa. Nhưng sau vì thao tác sai nên xảy ra vụ nổ, đôi tay này của tôi bị thương vào lúc ấy. Tôi thấy làn da trên bàn tay của ông ta đã không còn nhìn ra màu sắc ban đầu nữa. Xem bàn tay này của ông, chắc lúc ấy bị thương rất nặng. Ông chủ gật đầu đáp. Đúng là rất nặng, suýt chút nữa là bị phế rồi. Nên sau này tôi mới đổi nghề, lại còn dọn nhà từ trong thôn ra cửa thôn. Như vậy mới yên tâm hơn. Nhưng vết thương của tôi coi như cũng nhẹ hơn những người khác trong thôn nhiều.